Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại ngày nay, không ít nghề truyền thống đang dần bị mai một. Với mong muốn bảo tồn vốn quý của dân tộc mình, nhiều phụ nữ ED ở Đắk Lắk đã miệt mài, âm thầm giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc mình. Gần 50 năm miệt mài bên khung cửi, bà Hợp Long Cunun ở Bun Sa, xã E Chun, huyện Krông Bông đã khéo léo dệt nên những hoa văn độc đáo, sắc sảo trên từng miếng thổ cẩm, khiến những sản phẩm của bà làm ra được rất nhiều người yêu thích. Không những thế, bà còn dạy nghề dệt cho các con gái và bà con trong buôn làng để cùng nhau giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cẩm trở thành sản phẩm hàng hóa của địa phương. Mình cũng cố gắng làm, tại vì truyền thống này là không có để lại, tại vì có từ xưa, từ bố mẹ ông cha. Trước đây thì ông cha bố mẹ dạy cho con cháu. Từ nhỏ đã quen thuộc với âm thanh kẽo kẹt thoi đưa từ khung cửi dệt thổ cẩm của bà, của mẹ, cộng với sự đam mê với nghề dệt thổ cẩm. Chị Hờ Hương Nghê, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã E Tun, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã vận động thành lập Tổ hợp tác liên kết sản phẩm thổ cẩm xã E Tun, chuyên sản xuất các sản phẩm thêu dệt truyền thống của đồng bào ED như túi sách, ví, khăn, áo váy nam nữ, vừa giúp chị em có thêm thu nhập, vừa góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc. Lúc đầu thì mới thành lập á, thì chỉ có 11 thành viên tham gia thôi. Nhưng sau khi mà tham gia vào cái tổ hợp tác này thì cũng nhiều họ cũng đã thoát nghèo và họ cũng đã vươn lên, và họ lại giới thiệu các chị khác thì họ thấy cũng vào cái tổ hợp tác. Thì hiện tại sản phẩm của tổ thì cũng xuất ra như nước Canada. Bằng tâm huyết và đam mê, nhiều phụ nữ ED đã truyền lửa cho nhiều chị em khác, góp phần phát huy, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.